Silena sugatin janti silena poka sampada silena niputin janti tasma silang viso thaye. Các chúng sanh được sanh vào cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy vào ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang Dạ, con kính dâng mic đến sư Thanh Tâm để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, một Phật kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Bây giờ mời một vị thỉnh pháp sư nha. Kính chúc quý vị thính pháp được an vui ạ. Một Phật. Dạ sa thú, dạ con xin được thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư ạ, mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thiện nghi thức này. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh pháp sư đã hoàn tất. Dạ, con kính giao mic lại cho thầy ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Thầm, Nam mô Sakya. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rung. Dạ, thành chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ không? Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, hôm nay chúng ta học tiếp tục thập diện duyên ha. Được tuần này mình học tuần này sau nghỉ 2 tuần lễ nữa quý vị, nghỉ liên tiếp 2 tuần ha. Ăn Tết mùa xuân Tân Sửu. Rồi. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho phagawa buddhang phagawang tăng afiwa de mi swakato phagawata thammo thammang namasami
Satipanno bhagavato savakasangho sanghang namami Sama sambuddhamatulang sasattham aganuttamang Apivaripasisang apithammatthasanghang. Con xin thành kính lãnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Namo Buddhaya. Tuần trước là chúng ta học với lục nhập duyên cho xúc, tức là do từ vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên cho xúc. Mình đi cũng được nửa đoạn đường ha. Tuần này chúng ta sẽ đi tiếp. Rồi trước khi vào buổi học chính thức, mời quý vị đọc Pali trước để chúng ta luyện về Pali ha, cho nó được nhuần nhuyễn. Là tiếp theo cái phần đó. Hôm nay chúng ta sẽ đọc qua đoạn thứ tư. Rồi mời tất cả quý vị hoan hỷ tham gia. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, theo như thường lệ thì trước hết con kính thỉnh sư Thanh Tâm lên đọc bài trước làm đầu tàu để chúng con noi theo ạ. Con kính thỉnh bàn tay của sư ạ. Con kính giao mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Sư xin xung phong đọc trước nhé. Bacchaya Sanghaha Vipago, tóc yếu về duyên. Đoạn 4. Avijja Sankhara Gaharena Bhatena Tanghu Badana Pawa pi gahita pawanti tatha tanhu bada na pa waga hằng nề na cha avijja sankhara ya ti cha ramana rana ga hane na cha vinyana dip adi pala pancha ke me wa Gahi tan tikatoa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he da vo bana idani phala panchakan idani he ta vo bancha ayatin phala panchakanti visatakara tisanti chatu sankhepa chat pawanti. Như vậy đó, như vậy có một năm nhân thuộc về
quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc về vị lai. Có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. À, suy nghĩ tới đây là xong. Dạ, kính mời vị kế tiếp nha, mời Châu Nguyễn ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Đại, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con xin tri kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ sư thầy Kinh, và con xin kính lễ toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài tiếp theo. Ồ, vậy chị Châu cho em xin phép đọc trước chị nha. Xin lỗi hồi nãy nghe thầy nói tên chị. Chị Châu chấp post lại lần nữa giùm em đi, em thấy cái blank the screen nó bị blank. Dạ, cảm ơn thầy rồi. Dạ. Paccaya sanggaha vipago toát yếu về chuyên đoạn 4. Avijja sankhara sankhara gahane na panatta tanhupa da napawa pigahit ta bhavan ti tattha tan rupa da napa vak ga ga hane na cha avicca sankara cha ti cha ramaranaga hane na cha vinya na ti pha phalapan chắc cấm mê quá ga hít tần các tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atitte he tavo pancha idani phala pancha kang idani he tavo pancha gia từng pha la pành cha cần tí vì sát ta cà ra sanh tí cha tu sanh kha sanh khe pa chấp pa hoàn tí. Như vậy có một năm nhân thuệ quá khứ và hai năm quả trong hiện tại, ba là năm năm nhân trong hiện tại và bốn là năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Con xin cảm ơn chị Châu Nguyễn đã post bài. Xin trả mic lại cho đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Bách cha ga sằng ga hà vi phà gồ toát yếu về duyên đoạn 4. A vi cha sằng khà rà ga han nề na ba nê tha tàn hù bà đà na phá quà bi Bigahita pha hoàn tita thà tàn hồ bà đà na pha quát ca ha nề na cha a quyết cha sằng khà ra cha ti cha ra mara na ca ha nề na cha huỳnh nhà nà đi pha la bành cha ca mề quát ga hi tàn ti ca tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó.
Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tỳ tề hề ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha càng y đà ni hề ta vô bành cha à giác tình. Phát la bành chắc cằn, ti quỷ sa tà cà rà ti sàn, thi cha tu sàn khề bà cha pha hoàn ti. Như vậy, có 1. Năm nhân thuộc về quá khứ, và 2. Năm quả trong hiện tại, 3. Năm nhân trong hiện tại, và 4. Năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ, và 4 phân hạng. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Đã kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ con nguyên trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn Ngô Sích Chân Nguyễn đã post bài. Bách Chá Giá Sang Gá Há Quý Phà Gồ Tất Yếu Về Duyên, đoạn 4. Avijja Sankara Gahani Nappanet Thattan Hubadana Pawa Vigahita Pawanti Tatha Tanhu Bada Navavaka Hane Na Cha Avijja Sankara Cha Tichara Maramak Gahane Na Cha Vinyana Dipal Chakame Wa Gahitan Tikatua. Nơi đây, khi đề cập đến vô minh và hành, thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu, thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử, thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tỳ tề hệ ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha cần y đà ni hệ ta vô bành cha à gia tình pha la bành cha cần ti quỳ sa tà cà ra thi sàn thi cha tu sàn kề bà cha pha hoàn ti. Như vậy có 1. Năm nhân thuộc về quá khứ, và 2. Năm quả hiện tại, 3. Năm nhân trong hiện tại, và 4. Năm quả thuộc về vị lai. Có 2 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính cảm ơn Sister Châu Nguyễn đã post bài. Kính cảm ơn thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào thầy Kinh và đạo tràng, dạ con xin đọc bài. Paccaya Sangha Ha Vi Pha Go Tất Yếu Về Duyên, đoạn 4. Avijja Sankhara Gahane Na Panetta Tang Hu Padana Pha Hoa Bigahita pha hoàn thi tát thà tàn hù bà đa na pha quát ga hề na
cha avijja sankhara chati chara marana gahane na cha vinnya na dipala pancha kame vagahi tanti kattva. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ hữu cũng được bao hàm trong đó. Cũng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atite he ta vô pancha ida ni phala pancha căn. Ida ni phala pancha căn ida ni he ta vô pancha ayatin. Phala pancha căn ti vi sa ta ka ra ti san ti cha tu san ke pa cha pha hoàn ti. Như vậy, có một năm ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ, giờ là hết. Dạ, con xin trân. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá. Hình như con kính chào đạo tràng, hình như con thấy sư Thanh Tâm đưa tay, không biết có phải không. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính lễ sư Thanh Tâm, kính chào thầy kinh, con kính chào ông Năm bà Năm cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Sẽ thấy sư đưa tài không phải không? Bác cha gia sằng ga ha quy phà gồ tót yếu về duyên đoạn 4. A quy già sằng khà ra ga ha nề na ba nê tha tằng hù bà đà na pa hòa bi ga hi tà pa hoàng ti ta thà tằng hù bà đà na pa wa ga ha ne na cha a vi ya sang kha ra ya ti ya ra ma ra na ga ha ne na cha vin ya na di pa la ban cha ka me wa ga hi ka tang ti ka toa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atite he tawo bành cha ida ni pha la bành cha cần y đà ni hệ ta vô bành cha à gia tình pha lập bành cha cảnh ti quỳ sa ta ta ra hi sằng thi cha tu sằng khe bà cha pha hoàng. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả thiện trong hiện tại, ba năm nhân trong hiện tại và bốn năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạng. Dạ con đã đọc xong. Dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ con kính mời chư đạo hữu kế tiếp ạ. Dạ,
Con xin kính lễ, kính lãnh lễ Chư Tôn Lúc Tăng. Con xin kính lãnh lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào thầy kinh. Dạ. Kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Cũng xin được đọc. Paccaya sangha vipago, tốt yếu về duyên, đoạn 4. Avicca sankhara gahane na panetta tanhu padana phava vigahita phavanti tatha tanhu padana phava gahane na cha avicca sankhara jati chara marana marana gahane na cha vinyana dipala ben chaka me qua gahitam tikatwa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô bèn cha y đà ni pha ra bèn cha căng y đà ni hề ta vô bèn cha a gia tình pha la bèn cha căng tí vì sa ta ca ra ti san thi cha tu san khe pa cha pha văn ti. Như vậy có một và năm nhân thuộc về quá khứ, và thứ hai là năm quả trong hiện tại, thứ ba là năm nhân trong hiện tại, và thứ tư là năm quả thuộc vị lai. Có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con xin xuống mic. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã giúp đỡ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Bát Cha Giá Sang Giá Há Quý Phà Gu Tát Yếu Về Duyên, đoạn 4. Awit Cha Sang Kha Rak Giá Hề Rắc gá há nề na pa nét tha tàn hù bà đà na pa hòa bí gá hi tà pa hoàn tí ta tha tàn hù bà đà na pa vắc gá há nề na cha á vít trà sàn khà ra trà tí cha ra ma ra nắc gá hề na cha huỳnh nhà nà đi pha la bành cha ca mề qua gá tí tàn tí cát tòa. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Ati te he ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha càng y đà ni he ta vô bành cha a ya tình pha la bành cha càng tí vì sa ta ca ra tí san thí cha tu san khề bà cha pha hoàn tí. Như vậy có một năm nhân thuộc về quá khứ và hai năm quả trong hiện tại.
3. Năm nhân trong hiện tại và 4. Năm quả thuộc vị lai. Có 20 phân cách, 3 mối liên hệ và 4 phân. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. À. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. À. Sao thức. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Nghe rõ không? Alo, 1, 2, 3. Rồi, giờ tới chúng ta bắt đầu vào bài học. Khi học bài mới thì mời ai tình nguyện lên đọc cái bài từng rồi ha. Đọc bài từng rồi mình học tới đâu á. Và mời một quý vị đó. Rồi, mời xin mời quý vị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Đại, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Kha. Dạ. Con cũng giơ tay, nhưng mà con thấy sư Thanh Tâm cũng giơ tay trước đó, cho nên con không dám kinh xuất con chờ. Nhưng mà con thấy cô Hồng Dung có ghi mời, thì con bạn phép. Dạ, con xin đọc bài kia vừa rồi là Lục Nhập Duyên Xúc. Dạ, xin phép chị Châu là em đọc trong cái nốt của em nha chị. Thì em cũng sẽ đọc trong cái màn hình luôn. Để em so sánh lại sao. Dạ. Sa là giáp tánh á, tách cha gia, tách cha già, phát sát, do có sáu nội nhập, tiếp xúc với sáu ngoại xứ, duyên ra xúc, nội ngoại xúc, dạ. Sắc xúc nhãn nhập, duyên nhãn xúc, thinh xúc nhĩ nhập, duyên nhĩ xúc, khí xúc tỷ nhập, duyên tỷ xúc, vị xúc thiệt nhập, duyên thiệt xúc, đất lửa gió, cả ba yếu tố này, đất lửa gió xúc thân nhập, duyên thân xúc, và pháp xúc ý nhập, duyên ý xúc. Em xin lỗi chị, em đọc lại lẹ chị cho. Rồi em cứ việc đọc, không thời gian. Xúc do sáu nội ngoại xúc tạo, có sáu, số một là nhãn xúc, chính là tâm sở xúc, có mặt trong cặp nhãn thức được gọi là nhãn xúc, có mặt ở đây cũng là đồng sanh. Số hai là nhĩ xúc, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp nhĩ thức. Yeah. Số ba là tỷ xúc, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp tỷ thức. Số 4 là thiệt xúc, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp thiệt xúc. Số 5 là thân xúc, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp thân thức. Số 6 là ý xúc, tâm sở xúc đồng sanh với 22 tâm quả hiệp thế ở trường ngũ song thức. Thưa thầy, ở đây con có câu hỏi là tại sao là ý xúc ở đây đồng sanh với 22 tâm quả hiệp thế rồi, còn những cái tâm như tâm bất thiện, tâm thiện, những tâm đau đại thì sao con cũng không hiểu. Dạ, Phạm Thiên vô sắc thì có một ý xúc. Dạ, Phạm Thiên sắc giới hữu tưởng thì có nhãn nhĩ ý xúc. Phạm Thiên sắc giới vô tưởng thì không có xúc, và chúng sanh cõi dục giới thì có sáu xúc. Dạ, đó là kết thúc cái bài học của tuần vừa rồi, ngày 29 tháng Giêng. Dạ, con xin kết thúc ở đây. Dạ, con xin phong vì con có câu hỏi đó. Dạ, kính xin nhìn biết lại cho đạo tràng. Dạ, con xin Giêng. Rồi, xa thứ. Rồi, cảm ơn Quỳnh Lý ha. Rồi, cái câu hỏi của Quỳnh Lý là ý xúc chính là tâm sở xúc đồng sanh trong 22 tâm quả hiệp thế. Từ cặp ngũ sân thức. Rồi ai giải được câu này không? Học rồi nha, học lâu lắm rồi. Cô Dung lên giải được không? Còn nhớ bài không? Cô Dung nó mất rồi, trốn rồi.
Rồi vài cái nhân lên học rồi mình phải nói là được chứ, nói được chết rồi, nhiều trả là trơn mà chết cha luôn. Rồi mà cái nhân dạ alo ạ, dạ con kính thưa thầy, dạ cái phần thứ sáu là ý xúc là tâm sở xúc đồng sanh trong 22 tâm quả hiệp thế, thì 22 tâm quả hiệp 22 tâm quả hiệp thế là ý nhập, ý nhập nếu tính đầy đủ gồm 32 tâm quả hiệp thế, là gồm có ngũ song thức và cộng với 22 cái quả này, thì ở đây chỉ tính 22 quả hiệp thế vì trong ngũ song thức thì đã tính rồi, ở những phía trước năm cặp trước đã tính rồi, nên ở cái phần ý xúc chỉ tính 22 tâm quả. Dạ con hiểu ở chỗ đó đó thưa thầy. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ con xin xuống mic ạ. Rồi sao thức. Rồi giờ người ta hỏi 22 tâm quả, tại sao là 22 tâm quả? Thầy cô trả lời sao? Tại sao gọi là có 22 tâm quả như thế? Rồi mời cô Nhung lên hay là cô môn nào khác, ai lên được lên nha. Tập cho nó quen ha. Sẵn mình học cái cách luôn. 22 tâm quả như thế, ai trả lời được? Alo. Vì sao tâm quả như thế? Rồi. Ai lên được không? Quyền Trang, Châu Nguyễn, Hồng Mai, Giang Nhật Hạ. Rồi học nói trên rồi cho nó mất tiêu trên trời. Rồi mời cô Dung ha, xào thử. Dạ con kính thưa thầy, dạ con cũng trả lời có gì xin mời đạo tràng bổ sung, và con kính nhờ thầy chỉnh sửa. Dạ 32 tâm quả sở dĩ ý ý nhập năm cái nhập đầu tiên là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập và thân nhập, thì nó có cái năm cái sắc thần kinh để cho tâm nương. Nhưng riêng đối với ý nhập thì có người thì hiểu đây là sắc ý vật, nhưng mà thực ra thì không phải. Ý nhập thì là 32, gồm 32 tâm quả hiệp thế, là tâm nó nương vào chỗ này, bao gồm có 15 quả vô nhân, 8 quả dục giới hữu nhân, 9 quả đáo đại. Thì trong đó thì có 10 tâm, có tâm vô nhân thì có ngũ song thức, thì mình đã tính phía trên nên cái phần này mình dạy mình trừ ra còn 8 quả dục giới hữu nhân, 9 quả đáo đại và 2 quả vô nhân, đó là tâm tục sinh. Thì pháp xứ sẽ nương vào cái ý nhập này để lộ tâm sinh lên. Dạ con hiểu là như vậy á thưa thầy. Dạ con xin xuống mic. Ê, xà thử, thấy chánh tâm giơ tay gì đây, giờ mới vô giơ tay gì đây. Hello, có lên không, chánh tâm có lên trả lời không? Đi bro. Rồi, ok, chắc chánh tâm không lên rồi. Rồi, bây giờ ghi xuống ha, ghi ha. 32 tâm quả hiệp thế. 32 tâm quả hiệp thế. Tại sao là tâm quả? Bởi vì đây là vô minh, là duyên cho hành. Hành duyên cho thức. Thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Thì từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, nó thuộc về hệ quả. Mình nhớ cái đó là kết quả thành tựu do từ cái vô minh duyên hành. Bởi vô minh duyên hành là nhân. Ta đang giải thích câu này hỏi gì, đang chưa học gì, đang hỏi gì. Vô minh chứng hành là nhân, cho quả là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Năm cái đó thuộc về quả. Là một vấn đề không? Rồi bây giờ 32 tâm quả. Cô quý vị nghe, Châu ghi ra cái 32 tâm quả thì thế.
không phải những tâm nào, cô Nhung ghi ra coi. 32 tâm quả hiệp thế. Ghi ra là gì? Mười lăm tâm quả vô nhân, tám tâm đại quả dục giới, chín quả đó đại, đủ 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 chưa? Đáp có đủ chưa? Mười lăm như vậy tích bảy đủ ha, là 32, đúng rồi, 32 tâm quả như thế này. Giờ mình trừ cái ngũ sân thức ra là có nhiêu, bỏ ra 10 là còn nhiêu? Còn 22, 32 trừ 10 còn 22. Thì bây giờ còn 22 đó thì gồm có những cái tâm nào? Gồm những cái tâm nào? Quên hết rồi. Hai tiếp thâu, ba quan sát, tám đại quả, chín đại quả nó đại là mấy rồi, đủ chưa? Đủ chưa? Hai quan sát, tám đại quả là 10, 19 chứ 32, đúng rồi, là đủ không? Thì như vậy là mình nói chung là 32 tâm quả, 22 tâm quả như thế, trừ cái ngũ sân thức ra, thì những cái tâm nào làm việc tục sinh đâu quý vị? Vô minh duyên hành, hành duyên cho thức, thức là gồm những tâm nào đâu? Thức là 19 tâm làm việc tục sinh, 8, 9, 2 rồi, đúng rồi, là 19 tâm làm việc tục sinh, đúng chưa? Là vô minh duyên hành, hành duyên cho thức là có là 19 tâm làm việc tục sinh. Rồi thức duyên cho danh sắc, bắt đầu có chuyện vô là thêm hai cái tâm quan sát vô nữa. Đúng rồi, thức duyên cho danh sắc, rồi tiếp thâu quan sát, rồi phát sanh trong đó ha. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, bắt đầu nó có những vấn đề đó. Thì như vậy người ta lấy hết tất cả là 32 tâm quả, bởi vì ngay chỗ cái phạm vi đó thuộc về hệ quả, chứ nó không tính lấy những cái tâm làm nhân được. Cho nên đó là chỉ lấy được những cái tâm quả, và những cái tâm quả làm việc tục sinh, hoặc là những cái tâm quả có liên hệ đến ngũ sân thức, chẳng hạn như nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiện thức, thân thức. Đó là vấn đề mình cần phải được hiểu, là ta nói chung hết, gom hết chung như vậy ha. Rồi, câu hỏi đó là được giải thích, giải quyết nguyên lý nắm được chưa? Alo. Được không? Ok. Rồi, ok. Rồi, chánh tâm nãy mới vô muốn hỏi gì, chưa học gì trời muốn hỏi gì trời. Đúng rồi, nó thuộc hệ quả. Rồi giờ học tiếp đi, số 6 rồi, giờ nãy là xúc phải không? Giờ xúc duyên cho thọ, số 6 là xúc duyên cho thọ. Xa bách cho già quê đó là xúc duyên cho thọ. Xuống dòng, do duyên sáu xúc trên, phải do duyên sáu xúc trên, phải tức tâm sở xúc hợp trong 32 tâm quả hiệp thế. Tâm sở xúc
hợp trong 32 tâm quả hiện thế, tức tâm sở xúc hiệp trong 32 tâm quả hiệp thế, duyên sáu thọ sanh, duyên sáu thọ sanh. Duyên sáu thọ sanh. Rồi, như vậy người ta nói cho mình biết là do có sáu xúc đó, nhãn xúc, nhĩ xúc, vị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Tức là lúc đó người ta nói là do sáu cái xúc đó, tức là chính nó là những tâm sở, là tâm sở xúc, nó là luôn luôn nó đồng sanh trong những cái tâm, tất cả cái tâm không? Thì giờ đây là lại lấy 32 tâm quả hiệp thế, thì xúc nó đồng sanh trong 32 tâm quả hiệp thế, thì do chính sự xúc có mặt thì nó sẽ làm duyên cho thọ phát sanh. Thì xúc với thọ này là nó cũng đồng sanh luôn, à, nói trước nói sau nhưng mà thực hiện nó là đồng sanh trong bảy tâm sở. Vậy gì quý vị? Bảy tâm sở về một trong bảy tâm sở. Biến hành xa đâu, xa đâu. Rồi như vậy là do có xúc có mặt thì thọ có mặt, à, cho nên xúc có mặt trong 32 tâm quả thế thì nó duyên xá thọ nó cũng có mặt trong 32 tâm quả thế. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm bắt trước ha. Do xá xúc duyên trong 32 tâm quả thế thì nó duyên cho xá thọ. Rồi, đó là cái mà đầu tiên chúng ta cần hiểu biết. Rồi tiếp theo, thọ do sáu xúc duyên sanh, có sáu. Thọ do sáu xúc duyên sanh, có sáu. Sáu nhưng mà đây tính khác, à, đây không tính theo cái thọ kia nha, tính theo là kia là khác nữa. Thọ duyên sáu xúc, thọ do sáu xúc duyên sanh, có sáu. Được chưa? Quý vị chắc kiểu không? Cái chép đi là từ từ mình thấy nó lòi vấn đề ra. Giờ theo quý vị, thọ do sáu xúc duyên sanh có sáu. Thọ do sáu xúc duyên sanh có sáu. Và sáu gì đây? Alo, ai nói được không? Thọ do sáu xúc duyên sanh có sáu. Biết sao gì không? Xà thú còn nhùng giỏi quá. Nhãn thọ nhĩ thọ, tại vì sáu xúc là gì? Nhãn xúc, nhĩ xúc, vị xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thì do sáu cái xúc đó thì nó duyên là sáu thọ. Nhãn thọ nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Đúng được chưa? Rồi ghi một nhãn thọ hai chấm. Một nhãn thọ. Vì nắm được ý chỗ này không? Do sáu xúc, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc là sáu xúc. Sáu xúc thì phải duyên với sáu thọ, là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, nó mới hợp lý chứ. Chứ mình đâu có duyên theo kiểu năm thọ kia được. À, bây giờ mình ghi thứ nhất là nhãn thọ, hai chấm. Chưa, từ từ tính, đi tới à. Nhãn thọ trước đó. Nhãn thọ là tâm sở thọ hợp trong cặp nhãn thức. Thì được gọi là nhãn thọ. À, nhãn thọ. Tâm sở thọ hợp trong cặp nhãn thức. À, tức là nhãn thọ đây ta cho mình biết là cái tâm sở thọ. Do xúc làm duyên ha. Thì tâm sở thọ hợp trong cặp nhãn thức. Thì được gọi là nhãn thọ. Số 2. Nhĩ thọ. Hai chấm. Tâm sở thọ hợp trong cặp nhĩ thức. Rồi số 3. Tỷ thọ. Tâm sở thọ hợp trong cặp tỷ thức.
Số 4, thiệt thọ. Tâm sở thọ hợp trong cặp thiệt thức. Số 5, thân thọ. Tâm sở thọ hợp trong cặp thân thức. Như vậy chúng ta thấy có nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ đó, là năm thứ đó. Yeah. Rồi số 6, ý thọ. Thì ý thọ là tâm sở thọ hợp với cái gì quý vị? Hello. Tâm sở thọ hợp với cái gì thì được gọi là ý thọ. Thiên hữu cho là 32. Gì? HP là gì? Thầy giới. Mới, mình mới trình bày nãy phần trên là lấy 32 trừ 10 là còn 22. Đúng rồi, quên rồi. Tâm sở thọ 22, tâm quả hiệp thế, đó, ý thọ và tâm sở thọ hợp với 22 tâm quả hiệp thế. Trừ ngũ sở thức ra, đúng không? 32 trừ 10, còn 22. Thì như vậy ý thọ cho chúng ta biết là tâm sở thọ hợp với 22 tâm quả hiệp thế. Thì như vậy, do duyên từ 6 xúc, xúc làm duyên cho là 6 thọ. 6 thọ đây cũng tương ưng với 6 xúc, phải 6 xúc là nhãn xúc. Thì duyên cho thọ là nhãn thọ, nhĩ xúc duyên nhĩ thọ, tỷ xúc duyên tỷ thọ, thiệt xúc duyên thiệt thọ, thân xúc duyên thân thọ, ý xúc duyên cho ý thọ. Được chưa? Quý vị nắm được ý này không? Alo. Thì mình thấy từ từ vấn đề nó hiện ra rõ ràng ha. Để chúng ta thấy không, không thôi mình lộn tùm lum cái vụ thọ này không kia. Nắm được chưa? Alo. Quý vị nắm được cái ý duyên của cái này chưa? Do sáu xúc duyên sáu thọ. Quyền Trang nắm được chưa? Được ha, ok, rồi ha, là mình nắm được ý của cái do sáu xúc duyên sáu thọ rồi ha. Rồi bây giờ mình xuống ghi sự tương quan giữa sáu thọ, hai chấm. Sự tương quan giữa sáu thọ. Mình học theo cái những cái này mình phải lôi nó hết. Lôi ra gì pháp mình mới thấy nó không có đã thôi vậy, nó mới hay, nó mới hấp dẫn được. Chứ mình học mình xuống mình không thấy cái gì nó có cái gì đặc biệt quá, không có thấy gì mà thâm sâu, mà mình phải lôi ra hết, lôi chi pháp ra mình sẽ thấy nhiều cái rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ sự tương quan giữa sáu thọ nè, hai chấm. Ngũ song thức, hai chấm, tức là năm cái đầu á, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thân thọ, năm ngũ song thức, hai chấm. Cũng thức là gồm gì, nó duyên cho nó là duyên cho thọ nào quý vị? Ngũ sân thức duyên cho thọ gì? Đại dụng thức là thọ gì? Ngũ sân thức bản thể của nó là thọ gì? Nhãn thức thọ gì? Alo. Nhãn thức thọ gì? Nhĩ. Tỷ. Thiệt. Thân. Thân. À, vấn đề này chúng ta sẽ thấy ha, vấn đề mà mình sẽ thấy vấn đề nó lòi ra liền cái này ha. Nó có vấn đề là trong tương quan giữa cái sáu cái thọ này, nó tương quan với năm cái thọ kia. Mình sẽ thấy rằng năm cặp nhãn thức, năm cặp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó liên hệ là nhãn nhĩ tỷ thiệt, tức là bốn cái cặp đầu là thọ xả, đúng không? Bốn cặp đầu là thọ xả, nhưng mà cái cặp thân á, à, thân thọ là thuộc về khổ và lạc, à, cho nên mình phải ghi ra bốn cặp đầu
bốn cặp đầu chỉ là thọ xả. Phải thân thuộc thọ khổ và lạc, đó là sự tương quan với nó. Bốn cặp đầu là thọ xả. Rồi xuống dòng, thân thuộc thọ lạc và thuộc khổ và khổ và lạc. Hay làm ghi thân thọ thì thân thọ có hai là khổ và lạc, nó dễ cho nó dễ thì hiểu lộn xộn. Đúng chưa? Quý vị nắm nắm ra được chưa? Lôi ra thấy vấn đề không? Tức là mình nói không khéo là mình bị dính vô một cái một đó, là dính vô cái thọ xả liền ha. Nhưng mà riêng cái thân thì nó khác, nó thọ khác à. Thân là khổ và lạc. Thân thọ hai, khổ và lạc. Thì như vậy ngũ sân thức, bốn cái đầu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt có sự tương quan với thọ là thuộc về thọ xả. Còn riêng thân thì nó thuộc về cả hai, khổ cũng có, lạc cũng có. Được chưa? Nắm được không? Nắm được cho biết cái bông đi. Alo. Được ha, dễ sang rồi. Nguyên Trang hiểu không? Nãy giờ cái u ớ quớ. Hiểu không? Alo. Rồi ha, không được không? Rồi tiếp theo, ý thọ, hai chấm. Ý thọ, bây giờ tôi ý thọ, hai chấm. Ý thọ có bao nhiêu tương quan với bao nhiêu thọ đây quý vị? Ý thọ tương quan bao nhiêu thọ? Cái khổ lạc xả hỷ ả u gì tâm lâm vậy? Thì đủ hết. Từ cái của sâu thức ra giờ mới còn gì? Cừ cũng thức ra còn cái gì? Hỷ có không? Hỷ có không? Vậy giờ từ cái này hỷ có không? Hỷ có không? U có không? U có không? Có luôn. Rồi xã có không? Đã có không? Lạc có không? Không, đúng rồi. Đúng. Cái gì Hà nó có, đặc lắc. Sao có được? Mới nói trên xong cái xuống dưới cái có liền. Rồi bây giờ mình riêng ý thọ ha, nãy là ý thọ gồm có ba, ý thọ riêng ý thọ thì có ba. Người ta nói đơn giản thì nó có hai là hỷ và xả, tại vì khổ nó thuộc về, người ta cũng xếp vô là u luôn, nhưng mà ở đây mình nói theo vị pháp mình phân rõ luôn. Ý thọ thì có ba, hỷ, u và xả. Thì u và xả tức là trừ khổ lạc, trừ khổ lạc ra thì còn hỷ u xả, đúng chưa? Rồi ha, nắm được không? Nắm được không có gì ơi? Alo. Rồi ha, rồi bây giờ mình qua thông qua được cái dù thọ này, thọ sáu thọ này với năm thọ kia, hai cái mình phối lại ha, sáu thọ phối với năm thọ. Nghe bắt đầu ta nghe người ta không hiểu là gì, sáu thọ mà phối với năm thọ là giống như một tác phẩm nghệ thuật trộn màu vô. Rồi tiếp theo, sáu thọ có mặt trong các cõi, hai chấm. Sáu thọ có mặt trong các cõi. Sáu thọ có mặt trong các cõi.
Đây là nói sáu thọ nha, nhớ quý vị đọc cái câu tựa phải để ý, sáu thọ có mặt trong các cõi, hai chấm xuống dòng, cõi vô sắc, hai chấm, cõi vô sắc, hai chấm, có bao nhiêu thọ đây? Cõi vô sắc có bao nhiêu thọ? Một, bốn, một. Một là xã, một là xã họ. Tiên hữu bốn. Mà là si là một, không biết một gì một xã. Rồi ngoài nữa không? Tính pháp một. Một gì, một. Cái nào phải ghi rõ ràng đó. Một gì, một. Một xã họ. Chưa, cho giờ là cho kết quả mỗi người hai trứng vịt lộn, mỗi người hai trứng vịt kho thịt, hai trứng vịt kho thịt. Tết này học vịt bán đắt quá trời luôn. Rồi giờ đáp án nha. Cõi vô sắc có nhãn thọ quý vị, cõi vô sắc có nhãn thọ không? Không. Dĩ thọ không? Tỷ thiệt thân có không? Ý thọ có không? Ý thọ có không? Có nói tùm lum tùm la vì có vô sắc nó chỉ có một là ý thọ chứ không phải ý thọ xả thôi gì. Chỉ có một là ý thọ, đã nói là sáu thọ chứ không phải nói năm thọ. Nó nói là sáu thọ có mặt trong các cõi, thì giờ có vô sắc thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không có. Sao quên được, học pháp quên thôi, tiêu quên cái này mà tiêu, bắt lộn kia là bắt lộn quẻ. Rồi bây giờ có vô sắc, mỗi người lãnh thai đứng dịch về kho thịt, phụ thêm kho thịt mùa Tết cho vui ha. Cõi vô sắc, hai chấm, ý thọ có mặt trong cõi vô sắc ha, cõi vô sắc, hai chấm, ý thọ, rồi, có một là ý thọ. Rồi, bây giờ tôi cõi sắc hữu tưởng, cõi sắc giới hữu tưởng, hai chấm, có bao nhiêu thọ đây? Cõi sắc hữu tưởng. Cõi sắc hữu tưởng có bao nhiêu? Kim dung thân thọ thiên hữu ba. Ba sĩ ba. Ba là gì ta? Ba gì ta? Ba gì mới được chứ? Còn khổ thật lạc thật hỷ. U xà lạc. Nhãn nhĩ đúng rồi, sao thử sao thử chính xác, không bị ăn học dịch đâu rồi. Rồi chính xác. Rồi, như vậy cõi sắc hữu tưởng thì có ba thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ và ý thọ. Cõi sắc giới mà, cõi sắc giới nó chỉ có nhãn nhĩ và ý thôi. Cho nên nó chỉ có ba thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ và ý thọ. Thì cõi sắc giới hữu tưởng có ba. Được chưa? Nắm được hay bắt đầu phải biết ha, biết ha. Rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo cõi vô tưởng có năm thọ hay là bốn thọ? Alo, cõi vô tưởng có năm thọ hay bốn thọ? Kim dung là thân thọ. Từ mẫn không. Kim dung bắt lộn chi pháp nữa rồi. Kim dung bắt lộn chi pháp nữa rồi. Có vô tưởng thì làm sao có thọ? Không có xúc thì làm gì có thọ? Cho nên có vô tưởng là không có thọ. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thọ cũng không có. Khổ lạc hỷ ưu xả cũng không có luôn. Có vô tưởng không có thọ. Vô thọ. Vô thọ mà sống lâu lắm bây giờ, mà không thọ, mà lại sống lâu.
500 đại kiếp cho không kiếp luôn. Không có thần kinh, không có sắc thần kinh. Rồi, bây giờ có cái dục giới, có mấy thọ đây? Alo. Có cái dục giới, có mấy thọ? Ấp tu 6 thọ. Xà thú chính xác, có dục giới đủ 6 thọ. Tùy theo, tùy theo, 6 thọ tùy theo. Có người bị khiếm khuyết thì bị mù thì mất cái đó, bị điếc thì mất, coi như bị khuyết cái nào là mất cái đó. Còn nếu không thì đầy đủ, thì có đủ 6 thọ, nhưng mà tùy theo. Rồi, thư ký ghi sao ghi đi cho rõ ràng. Khuyết tật đúng rồi. Hoặc là mình bị gì đó, mình bị tai nạn gì đó, mà mất một cái thọ thì mình cũng mất luôn. Còn trong bụng mẹ đó, bị cái gì đó, tai nạn gì đó kìa. Rồi, có cái nào mà đủ hoàn toàn 6 thọ không quý vị? Cõi nào hoàn toàn 6 thọ? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula luôn, ba thứ này luôn nha, chứ không phải địa ngục không nha. Địa ngục, ngạ quỷ, Atula thì có đủ 6 thọ luôn, không có thiếu nghe mà, chỉ có hoàng sanh thì nó thiếu thôi, hoàng sanh thì loài thú thì nó nhẹ hơn mà. Mấy kia thì đủ 6 thọ, địa ngục, ngạ quỷ, Atula có đủ 6 thọ. Rồi, đó là mình vừa xong cái về tương ưng với lại cõi ha. Là mà loại mình chư thiên khác à, chư thiên thì nó có đủ hoặc không, tùy theo. Chư thiên khác còn hơn Atula thứ thiệt á, thì là dính á. Chưa sậu cái gì á, viết lại ha, rồi chép lại đi, ghi là hết đi cho người ta chép đi, còn học một đoạn nữa thôi là xong cái phần hôm nay. Chưa, rồi bây giờ mình tiếp thêm phần ha, phần cuối ha. Sáu thọ với các hạng người, sáu thọ với các hạng người. Hồi bữa đâu rồi mình ta coi ta biết hết trơn rồi, bả dễ rồi, ta lên ta coi trên kia ta nghe lại hết biết rồi. Sáu thọ với các hạng người, dòng người khổ. Người khổ thì có bao nhiêu thọ đây quý vị ơi? Người khổ. Người khổ có bao nhiêu đây? Alo, alo. À thì có 6, nhưng tùy bàn xanh hay vậy ta, thiền hữu giỏi quá ta, chính xác luôn ha, mấy ai trả lời được thiền hữu trả lời đúng ha. Rồi người khổ bàn xanh có 6 thọ hoặc là tùy theo ha, riêng bàn xanh thì có 6 thọ tùy theo, ngạ quỷ, Atula, địa ngục đủ 6 thọ. Rồi ghi ra đi, ghi sao ghi đi. Bàn xanh là mấy loài thú đó, có con thì nó lành lặn đầy đủ thì nó đủ 6, còn con nào bị đuôi bị điếc thì nó bị mất hết cái, đó là bàn xanh nó tùy theo. Nhưng mà ngạ quỷ, Atula, địa ngục là những cái loài mà người khổ nha, còn chư thiên thì khác, chư thiên Atula loài chư thiên dữ khác, ngạ quỷ, Atula, địa ngục thì đủ 6 thọ.
Nói gì sao trời, người khổ hay chấm bàn sanh có sáu thọ hoặc tùy theo. Đấy đó. Rồi ngạ quỷ hay tu la địa ngục đủ sáu thọ. Được không? Ghi được không? Alo. Rồi, à, sao ha? Rồi tới người lạc vô nhân có bao nhiêu thọ đây? Người lạc vô nhân có bao nhiêu thọ? Rồi, đúng rồi, chính xác, xa thú người lạc vô nhân. Và tùy theo, ha, tùy theo. Có sáu tùy theo ha. Nào bị đuôi thì coi như là mất cái ha, bị điếc mất cái ha. Nhưng mà mấy kiểu mà người lạc vô nhân mà bị sức môi, sức miệng thì bị đặc quyền thì không có bị ha. Không bị. Tùy theo. Què hoặc không có bị, vẫn thần kinh vẫn còn ha. Rồi đó là người lạc vô nhân xong ha. Rồi tới người lạc phàm hữu nhân. Người lạc phàm hữu nhân quý vị biết là gì không? Người lạc phàm hữu nhân mình người lạc phàm hữu nhân tức là người nhị nhân, người tam nhân đó, nhị nhân người tam nhân đó. Bây giờ ghi người lạc phàm hữu nhân mở ngoặc nhị hay tam nhân, nhị hay tam nhân. Rồi có bao nhiêu thọ đây? Người lạc phàm hữu nhân nhị tam nhân có bao nhiêu thọ? Tùy sáu không là đặt nha, sáu thọ tùy theo mới đúng ha, sáu thọ tùy theo. Mấy người mù thì người ta mất rồi. Rồi như vậy người lạc phàm hữu nhân nhị tam nhân có đủ sáu hoặc là tùy theo. Rồi ghi lại đi, ghi lại cho rõ ràng đi. Yeah. Rồi bốn người đạo, nếu tính theo người đạo thì có bao nhiêu thọ đây? Sao tùy theo, sao tùy theo. Thì đây rồi, ai nữa? Cô Nhung đâu? Trang đâu? À, thiền hữu sáu tùy theo. Sáu tùy theo, Châu Nguyễn sáu tùy theo luôn. Người đạo là người gì quý vị? Người đạo là người gì? Alo. Người gì? Cho biết đi, ăn hậu vịt lộn tiếp. ăn vịt luộc chứ. Có một sát na thôi, một sát na được gọi là người đạo thì mắc mớ gì tới năm cái thọ kia, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sao có. Chỉ có ý thọ thôi, alo. Người đạo ý thọ có một thôi. Cười. Đang đắc đạo còn dòm ngó liếc này liếc kia đó. Còn nghe dòm ngó còn nghe nữa. Đắc đạo mà chết luôn. Rồi được thêm người hai tiếng dịch nữa ha. Người hai tiếng dịch nữa. Rồi, sáng giờ nãy giờ là được bốn tiếng dịch ha. Mỗi người bốn tiếng rồi hết hết luôn quyền võ của ta là mấy chục tiếng rồi. Làm mẹ một kiến vậy thôi.
cũng gọi dịch này thôi, không có cũng giống giống nè, hai tiếng dịch nó giống trên trên cái hình đây nó không có tiếng dịch nè, không có tiếng dịch. Yeah. Rồi tới bốn người quả, có bao nhiêu thọ đây? Bốn người quả. Alo, alo, alo. Bốn người quả có bao nhiêu? Bốn người quả nghe chưa? Alo. Gì có vụ khổ lạc xã lại nữa là cô Nhung lại bắt lộn chị Pháp nữa rồi. Bốn người quả bắt lộn rồi. Thính Pháp là một, Ban Narapsi là một, Hà nhiều, Nguyên Trang nhiều, Châu Nguyễn nhiều, còn quý vị nhiều bỏ là alo là mất hết rồi. Châu Nguyễn là một. Nghe được không? À, rất biết ha. À, cho nhiêu đây? Người quả, bốn người quả có bao nhiêu thọ? Bốn người quả có bao nhiêu thọ? Một thọ luôn. Một thọ luôn. Hồng Kim Dung sửa lại sáu thọ. Làm sao? Sao sửa lại sáu thọ? Rồi, thêm người hai tiếng dịch nữa. Cái này mà tính dịch bán đắt quá trời. Bán đắt cực cực luôn. À, này là tới 4 nữa, khó nọ luôn. Rồi, giờ 4 người quả là 4 người sao đây quý vị ơi? Alo, 4 người quả là 4 người như thế nào? Sơ nhị tam tứ quả, ok, bốn thánh, bốn bậc thánh quả. Rồi khi mà người này đắc đạo quả, đắc quả sao người đó khi trở lại đời sống bình nhật thì có kêu là người quả không quý vị? Vẫn là người quả, chứ tưởng như là bậc A La Hán quả này ra thì vẫn là bậc A La Hán, bậc tam quả vẫn là bậc tam quả, như thường đã thành tựu rồi mà. Thì ta thành tựu cái đó rồi, là người quả là người đã thành tựu rồi ha. À, ví dụ như là Hà đắc Tu Đà Quần ra thì giờ kêu là mình lĩ nữ sĩ Tu Đà Quần rồi chứ đâu. Thế thôi, còn phàm nhân đúng nhân rồi. À, là sáu thọ tùy theo, nó tùy theo đủ sáu thọ hoặc là tùy. À, có những vị mà người ta bị gì đó mất cái đó thì mất một cái gì đó thì không tính đó, thì như này đủ sáu tùy theo. Được chưa? Tức là mình tính luôn cả người cho mình thấy được cái vấn đề nó phát sinh như thế nào ha. Rồi, A Hán bị mù đúng rồi đó, mất cái thọ đó, mất luôn cái nhãn thọ luôn, còn còn đó là vấn đề đó xảy ra như vậy. Rồi, như vậy là hôm nay mình đã hoàn tất xong cái phần mà xúc duyên cho thọ qua nhiều chi pháp, nhiều vấn đề được nêu lên để cho chúng ta thấy được một cách chi tiết rõ ràng hơn ha, sáng sủa hơn, và có được cái vấn đề rất là tuyệt vời. Đó là hôm nay do phước báo mà mình học, hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sáng lâu, sạch đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lục căn là sáu căn, mà tiếp xúc lục trần là sắc, thinh, thương, vị, xúc, pháp, là sáu lục trần. sinh ra lục dục nó tùy theo, chứ là phải cái gì cũng sinh ra lục dục đâu, nó tùy theo người, tùy theo bác ý, tùy theo đối tượng phát sanh. Mình không thể nói gì được đâu, là học phi pháp rồi mình không thể nói một cách chung chung được ha. Nó đối tượng rồi người cõi nó đủ thứ chuyện đâu đó, rắc rối cái cuộc đời lắm. Cho nên những vị mình ông mà nó tuyên bố tùm lum tà la thì chúng ta cần phải xét lại.
lỗi bảy ban nghiệp là thôi khổ đời. Rồi như vậy là chúng ta không lại học siêu quan hỷ không quý vị? Học bài thấy lạ ha, vô thấy khác lạ xa xa thú không? Quý vị xa thú cho bông là nhân hoa cúng đến Phật Đà để nhân hoa cúng đến Pháp Bảo. Rồi xa thú xa thú. Rồi xin mời MC lên làm việc ha. Mời MC. Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy rất là nhiều ạ. Dạ con dạ sau đây con kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ kính thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi học pháp ạ. Dạ con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không ạ? À dạ sa thú con kính dâng mít lại cho sư. Dạ mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ thưa thầy kinh và thưa đạo tràng. Bây giờ thì năm hết Tết đến. Suốt một năm qua thầy kinh đã dày công, đã từ bi hoan hỷ chia sẻ Phật pháp với lớp học Nguyên Như Kỳ Viên. Chúng ta quả thật là có phước được thầy kinh đến với lớp học và chia sẻ môn vi diệu pháp này. Thầy thành thật cảm ơn thầy kinh rất nhiều. Nhưng bây giờ mình sẽ nghỉ 2 tuần để ăn Tết. Thì nhân đây kính chúc thầy kinh và đạo tràng năm mới được an vui, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Và một năm mới hưởng xuân, hưởng Tết với gia đình thật an vui và hạnh phúc. Dạ. Thì tới đây sư xin phúc chúc cho đạo tràng nha. Sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Bà qua tu sắp bà măng gà lăng rắc khanh tu sắp bà đề quá ta sắp bà bút đà nu bà về nạ sa đà xót thị bà quanh tu tệ. Bà qua tu sắp bà măng gà lăng rắc khanh tu sắp bà đề quá ta sắp bà đam mà nu bà về nạ sa đà xót thị bà quanh tu tệ. Bà qua tu sắp bà măng gà lăng rắc khanh tu sắp bà đề quá ta sắp bà sang gà nu ba về na sa đà so thị ba quần tu tà. Người có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui thì hằng được sự an vui. Người tinh tấn thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí trí tuệ. Người ấy khi tái sinh được trường thọ và sang cả, tất cả hạnh phúc hằng đến cho người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và trước khi dứt lời gửi mít đến nhân nguyên trang, thành thật cảm ơn tất cả quý học viên đã đến với lớp học để giúp đỡ boss bài và giữ lớp được an tịnh. Dạ xin lấy mic lại cho MC ạ. Dạ sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi học pháp ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Akasattha chakumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha chakumattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu
Turatake Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakhan tu nyatayo Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakhan tu panino Akasattha Chakumattha Devanaga Mahittika Punyang no anumodantu chirang rakhan tu no sada Yang kinchi kusala kammang kattappang kiriyang mamakayena waja Manasa tidase sugatang katang ye sakta sanyino aktiye chasakta asanyino katang Punya phalang mai hang sabbe phagi phavantute ye tang katang suvidi tang dinang pun phalang maya ye chatak thana chanan ti dewa gantua niwe da yum sabbe lokam hi ye sakta chi wan ta ha re he tu ka manun yang po chanang sabbe la phan tu mama che Tasahati idang no nyati dang hontu sukita hontu nyatayo idang no nyati dang hontu sukita hontu nyatayo idang no nyati dang hontu sukita hontu nyatayo Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến em Quốc Trần, sanh ngày 6 tháng 11 năm 1978, mất ngày 5 tháng 2 năm 2021. Cầu mong em được tái sanh nơi nhàn cảnh và có cơ duyên để gặp được chánh pháp của Đức Phật, để tu tập để chấm dứt